Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10. Thấy gì qua việc giá cà phê biến động thất thường? Người dân tỉnh Đắk Lắk ủng hộ chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đảng cầm quyền yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc ra khỏi đảng. Nga nêu thách thức trong quan hệ thương mại với Trung Quốc là những thông tin đáng quý trong phần tin thế giới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 5 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chiến Hoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi bước vào kỳ họp, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 đã tổ chức lễ dân hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa dân hương tri ân công ơn, sự hy sinh, cống hiến và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và tinh thần quốc tế cao cả. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh Đắk Lắk triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, kiên trì, nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Kết quả năm 2024 có 12 trên 16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kết quả cao hơn so với năm 2023. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, tổ chức thi đua đợt cao điểm Đắk Lắk cùng cả nước 500 ngày đêm, thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành bàn giao hơn 1.500 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề, tiếp thêm động lực để Đắk Lắk phấn đấu, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, theo nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Kỳ họp thứ 9 lần này có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung khó, mới, quan trọng. Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng với đất nước và địa phương sẵn sàng cho một năm nhiều thay đổi, tăng tốc, bứt phá về đích. Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định pháp luật. Kết quả hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 vừa qua, tình hình thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền, đóng góp vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2024. Đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh để tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025. Năm cuối, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Để các nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân tỉnh, Ủy ban Nhân tỉnh và các cơ quan đơn vị của tỉnh phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt ngay sau khi nghị quyết được thông qua. Hội đồng Nhân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã ban hành, các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban Nhân tỉnh
cần kịp thời xây dựng và trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành các chính sách cụ thể hóa các luật mới ban hành, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực đầu tư phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Trong phiên làm việc hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kết quả công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của các cơ quan tư pháp và công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm 2024, phương hướng năm 2025 và xem xét nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác. Sáng nay 5 tháng 12, trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Võ Văn Cảnh, tiến hành quy trình bầu đồng chí Võ Văn Cảnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tham dự kỳ họp tán thành. Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trương Công Thái, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 100% đại biểu dự họp tán thành. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy khẳng định, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kiện toàn các chức danh thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lựa chọn nhân sự phù hợp để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đình Trung mong muốn các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kết quả năm 2024 có 12 trên 16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kết quả cao hơn so với năm 2023. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cho thấy tỉnh Đắk Lắk chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Trong 16 chỉ tiêu nghị quyết chủ yếu của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024, tỉnh Đắk Lắk có 12 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, GRDP bình quân đầu người ước đạt 72,8 triệu đồng trên một người. Chỉ số cải cách hành chính PAS Index ước tăng 5 bậc so với năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ, trong đó thu thuế và phí tăng 4,48% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5% vượt kế hoạch đề ra, giải quyết việc làm cho khoảng 30.300 lao động. Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe đạt được nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thì đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2024, thì chúng ta thấy rằng là có hơn 10 cái chỉ tiêu nổi bật trên 17 cái chỉ tiêu của nghị quyết đề ra. Thì đây là một bức tranh mà chúng ta thấy nó cũng là một cái nền tảng để cho chúng ta chuẩn bị cho cái đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 sắp đến. Và một số cái chỉ tiêu nổi bật như trên cũng là một cái tiền đề để cho tỉnh nhà càng ngày càng vươn mình. Cái tình hình kết quả thu ngân sách nó gắn với phát triển kinh tế. Thì kinh tế của tỉnh thì nó cũng đang trên đà phục hồi và phát triển. Và kết quả thu ngân sách của chúng ta thì về cơ bản là đến cuối năm, đến giờ phút này chúng tôi đánh giá là vẫn đạt, mặc dù nó có những khó khăn nhất định nhưng vẫn đạt được cái chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết nghị, đó là chỉ tiêu phấn đấu tăng cao thêm so với Trung ương.
Một trong những điểm sáng đóng góp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 của tỉnh là lĩnh vực thương mại dịch vụ. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 4,96% so với năm 2023. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển theo hướng hiện đại. Hàng hóa dịch vụ đa dạng phong phú, các mặt hàng thiết yếu đảm bảo đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu người dân trên địa bàn và du khách. Ủy ban tỉnh đã tập trung chỉ đạo, nhìn chung tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển. Quy mô nền kinh tế phát triển tốt, đến hết năm 2024, quy mô kinh tế theo giá hiện hành. Báo cáo với hội đồng là đây theo giá hiện hành, thì tỉnh của chúng ta tăng là 16,7% so với năm 2023, bằng 105,72% kế hoạch. Đứng đầu khu vực Tây Nguyên, gấp 1,63 lần so với năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những thời cơ, thách thức. Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tỉnh Đắk Lắk cần chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, khởi thông nguồn lực, khắc phục điểm nghẽn để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tổng kết chuyên án đấu tranh với tội phạm xâm hại rừng và những vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Đây là chuyên án quy mô lớn nhất trên lĩnh vực này từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Theo báo cáo tại buổi tổng kết chuyên án từ năm 2014 đến 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng tự nhiên bị giảm 44.330 ha, tập trung chủ yếu tại 6 đơn vị chủ rừng trên địa bàn các huyện Esup, Ehleu, Chư Mờ Ga, Lắk và Krông Bông, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước và dẫn đến các hệ lụy xấu về môi trường, sinh thái, kinh tế, xã hội. Trên địa bàn tỉnh có hơn 5.000 hộ dân sinh sống, canh tác trái phép trên 8.000 ha đất lâm nghiệp. Tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến Đắk Lắk những năm qua tăng cao cũng đã tác động rất lớn đến diện tích rừng tự nhiên. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 66 dự án nông lâm nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê, tổng diện tích hơn 43.000 ha đất lâm nghiệp. Hầu hết các dự án triển khai đều chậm tiến độ, diện tích và trữ lượng rừng tự nhiên được giao khoanh nuôi, bảo vệ, cải tạo bị suy giảm. Bên cạnh đó, những năm qua, trên địa bàn tỉnh có 12 vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài liên quan đến các công ty lâm nghiệp. Từ tranh chấp đất đã dẫn đến các hành vi hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình trên, để thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung lực lượng, phương tiện, đấu tranh quyết liệt, xử lý triệt để tội phạm và các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xác lập chuyên án bí số 224G đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến nay và phân công Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án. Sau hơn 2 năm tích cực kiên trì thực hiện chuyên án, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 2.646 vụ với 659 đối tượng liên quan đến các tội phạm và những vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Tiến hành điều tra xử lý án theo tố tụng hình sự, lực lượng công an toàn tỉnh đã khởi tố 40 vụ án với 122 bị can. Trong đó nổi bật, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã điều tra làm rõ vụ hủy hoại hơn 449 hectare rừng tại xã Gia Tờ Mốt, huyện Esup. Khởi tố 42 bị can, trong đó có 38 bị can về tội hủy hoại rừng, 4 bị can nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tờ Mốt, cán bộ địa chính, kiểm lâm địa bàn về các tội thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau hơn 2 năm đấu tranh với chuyên án đến nay, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã giảm sâu. Tại buổi tổng kết chuyên án, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tâm sức của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị thuộc công an toàn tỉnh trong hơn 2 năm thực hiện chuyên án và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện chuyên án. Sáng nay, ngày 5 tháng 12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Hơ Kim Hoa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tỉnh Đắk Lắk có 4 tôn giáo chính gồm Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài với hơn 600.000 tín đồ. Trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo được công nhận trên địa bàn tỉnh đã chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động từ thiện, tham gia công tác xã hội hóa về giáo dục, chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi. Trong năm 2024, các tổ chức cá nhân tôn giáo đã trao tặng hơn 10.000 phần quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho người nghèo và gia đình chính sách. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chức sắc chức việc tôn giáo đã cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, đóng góp kinh phí và hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất để bê tông hóa, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, lắp đặt đèn chiếu sáng, xây dựng đường hoa, cây xanh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hờ Kim Hòa Buôn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các chức sắc chức việc, tín đồ các tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hướng đến xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc. Nhân dịp chào đón lễ Giáng sinh 2024, đồng chí Hờ Kim Hòa Buôn Giá chúc các chức sắc chức việc, tín đồ công giáo và tin lành một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, giá cà phê liên tục biến động, chỉ trong 3 ngày đầu tuần đã giảm từ 22.000 đến 22.500 đồng 1 kg, tương ứng 17% so với mức đỉnh 129.500 đến 130.500 đồng 1 kg đạt được vào cuối tuần trước. Tại sao giá cà phê lại có mức giảm mạnh như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu qua ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong những ngày qua, giá cà phê trong nước giảm mạnh, đưa giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Đáng chú ý, ngày 4 tháng 12, giá cà phê giảm tới 19.000 đồng 1 kg. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 12, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về mức 108.200 đồng 1 kg. Trong đó, tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 107.900 đến 108.000 đồng 1 kg. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này được cho là do áp lực từ thị trường thế giới và hoạt động thanh lý chốt lời sau khi xuất hiện dấu hiệu giá đi xuống trên sàn giao dịch kỳ hạn ICE. Trong vòng có mấy ngày này là nó xuống một tấn cà phê mà nó xuống gần cả nghìn đô la như vậy thì có thể nói là những cái người mà mua đắt trước đây, những cái người trung gian, những cái đại lý mà ôm hàng mà giá nó không tăng nữa thì coi thử là một cái sự khủng hoảng lớn, sụp đổ luôn. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân nữa là do hiện nay các tỉnh Tây Nguyên đang vào mùa thu hoạch cà phê, làm gia tăng nguồn cung nhưng nhu cầu tiêu thụ chưa tăng tương ứng. Mặt khác, tâm lý lo ngại từ các chính sách quốc tế như quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR và các tuyên bố áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo tâm lý bất ổn trên thị trường. Dự báo giá cà phê thời gian tới sẽ tiếp tục biến động do tác động của các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường. Hoạt động thu hoạch chính vụ tại Việt Nam và Brazil sẽ tiếp tục gia tăng nguồn cung, tạo áp lực giảm giá. Trong cái khâu mà thương mại buôn bán thì chúng ta phải tổ chức những cái liên kết. Lâu nay chúng ta nói muốn bền vững thì phải có một cái liên kết rất là chặt chẽ. Người sản xuất, tổ chức sản xuất, các cái doanh nghiệp và các cái người tổ chức, các cái tổ chức sản xuất này nè, nó phải có một cái liên kết bền vững. Mặc dù giá cà phê giảm sâu nhưng vẫn đang ở mức cao, theo các chuyên gia, người dân nên cân nhắc bán ra một phần sản lượng để trang trải chi phí, tránh đầu cơ trong bối cảnh giá biến động mạnh. Đối với các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, đặc biệt là các chính sách thương mại và tình hình thời tiết tại các nước sản xuất lớn để có giải pháp để duy trì sự ổn định ngành hàng cà phê. Thưa quý vị và các bạn, nói về sự cần thiết bắt buộc phải sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị theo chủ trương của Trung ương, các cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là một cuộc cách mạng quan trọng và cấp thiết, không thể trì hoãn nhằm đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau sáp nhập, 4 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, những lợi ích dễ nhận thấy, bộ máy hành chính được tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế xã hội, từ đó nâng cao đời sống người dân và mang lại hiệu ứng rất tích cực trong dư luận. Về phía đảng ủy cũng như chính quyền đã quán triệt cho cán bộ công chức rồi, thực hiện đảm bảo cái nhiệm vụ
chuyên môn của mình, thậm chí là phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện. Thì hiện nay phường thì cũng đảm bảo về cán bộ công chức và hoạt động thì cũng chia từng mảng và cũng được thường trực đảng ủy rồi thường trực ủy ban, thậm chí trách nhiệm của cán bộ công chức phải được nâng lên. Sau hơn một tháng thì công tác sáp nhập đã tương đối đi vào ổn định rồi. Thì sau cái ngày sáp nhập đầu tiên thì các cán bộ công chức cũng như đảng viên của phường cũng như là bộ phận tiếp nhận kết quả của phường thì cũng đã bắt tay ngay vào công việc và giải quyết hồ sơ kịp thời cho công dân. Và hiện tại thì sau hơn một tháng đi vào sáp nhập thì tất cả các thủ tục hành chính trên địa bàn phường đều đã được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vấn đề rất cấp bách. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay sản lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Ông Y Luyện Đi Ê Cơ Đâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn, sau khi tinh gọn, cán bộ, lãnh đạo quản lý phải đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu cao hơn. Bây giờ là cán bộ ở là xã, huyện, là đối xử với dân bây giờ là tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân dân là lấy chung là thường xuyên. Là đời sống của nhân dân mình là như vậy là có bước là phát triển mới. Có cái bước phát triển mới. Tức là cán bộ xã, huyện này thì tôi không biết, nhưng mà của xã này là chung mà là thường xuyên cập dân, giáo dục cho cán bộ, nhân dân là chung tốt. Trên cơ sở chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định, Trung ương làm trước, tỉnh, huyện làm sau, và có những việc phải làm song song, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội sẽ là động lực quan trọng để tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tạo tiền đề để nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.